Bác sĩ cho em hỏi là em bị nám da và tàn nhang, vừa bị sẹo, sẹo do đốt nốt ruồi, còn bị nám da và tàn nhang. Em có đi bắn laser được 5 buổi nhưng vì điều kiện không làm tiếp mà những chỗ bắn lại bị đậm màu hơn. Những vết thâm ấy có hết được không ạ? Và phải chăm sóc da như thế nào? Rồi, ok. Có thể là khi cái trường hợp của bạn này sau khi bắn xong và cái vùng đấy nó lại bị đậm, thậm chí đậm màu hơn cả cái điểm, cái nốt nám hay tàn nhang trước bắn, thì nghĩ đến là một cái trường hợp mà có thể là bị tăng sắc tố. Không biết ở đây bạn người ta bắn cho bạn dùng cái bước sóng của laser là bước sóng 1064, tức là bắn để đi sâu, hay là cái bước sóng 532, hay là laser CO2 để đốt trên bề mặt. Thế thì tóm lại là trường hợp này là trường hợp bị tăng sắc tố sau cái laser, và nên dừng lại là cái điều ok rồi, đúng rồi. Nhưng cái thứ hai là bây giờ ấy, nếu có hai trường hợp này, nếu mà laser của người ta bắn làm cho cái bề mặt tổn thương của bạn không bị bong ra nhá, không bị bong ra, có nghĩa là người ta dùng cái bước sóng sâu thì cái bề mặt đó nó vẫn còn nguyên và nó có khả năng bảo vệ tốt cho bạn, thì trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể là lăn kim hoặc là dùng cái đến chỗ có bác sĩ người ta tiêm tiêm meso, tiêm trong da cái sản phẩm ức chế sắc tố vào những cái vị trí mà bạn bị tăng sắc tố sau viêm đó, thì nó sẽ giúp chặn đứng giảm cái quá trình tăng sắc tố hiện tại của bạn. Và sau đó thì bạn kết hợp cái việc là bạn chống nắng kỹ này, dưỡng ẩm kỹ này, và có thể dùng thêm cái viên ức chế sắc tố từ bên trong, viên chống nắng, thì dần dần tại cái vết mà bạn bị tăng sắc tố đó thì nó sẽ có thể là giúp cho bạn mờ dần đi. Và sau đấy thì bạn có thể là áp dụng lăn kim hoặc là cân nhắc lại cái laser, vì là nếu mà trước đây nếu tăng sắc tố do laser có thể là do bắn với cái mức năng lượng cao quá thì nó có thể là gây tăng sắc tố sau viêm. Còn trường hợp thứ hai là người ta dùng cái laser bóc tách, có nghĩa là dùng cái bước sóng 532 của laser Nd:YAG hoặc là laser CO2, người ta bắn, người ta đốt ở trên bề mặt tại những cái nốt mà bị nám hay tàn nhang của bạn đó, thì nó lấy đi một cái lớp, sau đó nó bóc cái vảy ra, đúng không? Thì như vậy là cái vùng da ở đó đang bị tăng sắc tố do bị mất cái vùng da bảo vệ tăng sắc tố, vừa là sau viêm do tổn thương, vừa là do bỏng nhiệt. Thì trường hợp này bạn không làm tổn thương thêm bất cứ bằng phương pháp nào nữa, cũng không bắn laser tiếp, cũng không lăn kim, mà bạn chỉ nên ấy là tích cực dưỡng ẩm vào đó, cộng với lại kết hợp với cái tiêm cái ức chế sắc tố vào cái vị trí đó, thì nó sẽ giúp cho bạn nhanh lành cái vết thương ở đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng sẽ ức chế cái quá trình mà tăng sinh những cái hạt sắc tố vào cái tổn thương, nó bị mất cái chỗ da đấy, bị bong cái vảy ra, thì sau đó thì cái vị trí đó nó hình thành một cái lớp da mới, và về sau thì bạn mới nên tiếp tục điều trị tiếp. Đó là cái câu hỏi của bạn, cái câu trả lời cho bạn Dung Trần về cái câu hỏi bị nám này. Nếu video này giúp bạn một điều gì đó, hãy bấm like video và nhấn vào nút hình tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh miễn phí. Bạn sẽ nhận được video tiếp theo sớm nhất. Hoặc bạn có thể xem các video về sức khỏe và thẩm mỹ với nội dung hay được đề xuất ở góc bên trái và góc bên phải. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.